thần thanh xuân của màn ảnh Hoa ngữ 2017. Trần Đô Linh, cầu hôn đại tác chiến. Nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng, Trần Đô Linh được nhiều đạo diễn chú ý sau khi hoàn thành vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Tay Trái. Trong năm 2017, cô sẽ tái ngộ với khán giả màn ảnh nhỏ với bộ phim Cầu Hôn Đại Tác Chiến, đóng cặp cùng thành viên EXO, Lay. Trong phim, hai người sẽ vào vai đôi bạn thân từ nhỏ, chàng trai yêu thầm cô gái nhưng anh không ngỏ lời. Cho đến khi được mời đến đám cưới của nàng, anh có cơ hội thứ hai để thú nhận tình yêu của mình, nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn. Hiện bộ phim đang được lên sóng. Khoác lên người bộ đồng phục, vẻ trong sáng thánh thiện của người đẹp sinh năm 1993 càng nổi bật. Trịnh Sảng trong Hạ Chí Chưa Tới. Sau Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, nữ diễn viên 9X Trịnh Sảng sẽ lại khiến khán giả mê đắm với câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường trong dự án chuyển thể Hạ Chí Chưa Tới được đạo diễn bởi Quách Kính Minh. Trịnh Sảng tiếp tục có duyên với hình tượng nữ sinh khi vào vai cô nàng đáng yêu Lập Hạ với những tháng năm cấp 3 tươi đẹp. Trải qua mối tình đầu ngọt ngào với Phó Tiểu Tư do Trần Học Đông thủ vai, một anh chàng điển trai có năng khiếu về hội họa. Cuộc tình thơ ngây trong sáng tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi người mỗi ngả, họ đều gặp những biến cố trong cuộc sống khiến bản thân phải trưởng thành. Châu Đông Vũ trong 10 dặm gió xuân không bằng em. Là nữ diễn viên tài năng và thực lực, Châu Đông Vũ được xem là viên ngọc quý trên màn ảnh Hoa ngữ. Sau những vai diễn góc cạnh chiều sâu, cô nàng sẽ đưa khán giả quay trở về những cảm xúc trong sáng của thời thanh xuân với bộ phim 10 dặm gió xuân không bằng em. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bắc Kinh Bắc Kinh, kể về mối tình nhiều cung bậc cảm xúc giữa Mễ Kha do Châu Đông Vũ thủ vai với Hình Khắc Lũy do Trương Nhất Sơn thủ vai. Trong suốt những tháng năm thanh xuân, họ luôn trăn trở đi tìm lời đáp cho câu hỏi tình yêu mang dáng vẻ thế nào. Lý Thấm trong Thượng Hải Phồn Hoa. 2017 sẽ là năm bùng nổ của Lý Thấm khi người đẹp này có tới 6 dự án phim truyền hình được ra mắt. Trong số đó, Thượng Hải Phồn Hoa nhận được nhiều sự chú ý khi mang hơi thở thanh xuân và kể về chuyện tình yêu đầy dằn vặt. Trong phim, Lý Thấm vào vai cô phóng viên Đỗ Hiểu Tô chịu tổn thương nặng nề sau cái chết của người yêu, một bác sĩ tài giỏi. Để quên đi nỗi đau này, cô vùi đầu vào công việc tới mức kiệt sức phải nhập viện. Lôi Vũ Tranh do Đậu Kiêu thủ vai là người chứng kiến tất cả những nỗi đau đớn ấy, anh lặng lẽ ở bên giúp đỡ cô. Từ đây những mối quan hệ mới, yêu thương, ghen tị, hận thù tiếp tục được mở ra. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn nên chắc chắn sẽ không làm khán giả thất vọng về mặt nội dung. Vai nữ chính của Lý Thấm cũng là một điểm sáng rất được quan tâm, ủng hộ. Đàm Tùng Vận trong Từng Cơn Sóng Vỗ. Đàm Tùng Vận là cái tên từng gây nên cơn sốt trong năm 2016 với bộ phim về đề tài thanh xuân Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta. Mùa hè năm nay, nữ diễn viên 9X sẽ tiếp tục đốn tim khán giả với dòng phim ngôn tình khi đảm nhận vai nữ chính trong Từng Cơn Sóng Vỗ. Trong phim, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai nữ chính, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, người đã chinh phục trái tim nam thần bơi lội Đường Nhất Bạch. Câu chuyện tình ngọt ngào giữa cặp đôi hứa hẹn sẽ đem lại cho người xem nhiều cảm xúc đặc biệt. We'll be right back.